Hello mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với Đi giữa trời rực rỡ tập 28. Trở về nhà sau kiếp nạn bị hốt xe bán hàng, Tả ngồi đếm từng đồng từng cắc để chuẩn bị đóng phạt. Chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu, Trải cho rằng xem như đây là một bài học để hai đứa rút kinh nghiệm đợt sau. Thông qua việc lần này, Trải thay đổi kế hoạch kinh doanh, không bán hàng rong ở mặt phố lớn nữa. Thay vào đó thì chọn bán ở nơi nào có pu, cái vị cha nội. Mình có phải bỏ ra cái đồng nào đâu nhưng mà phải tiếc. Tiền ai mà chẳng là tiền. Hết tiền thì ngồi suy nghĩ về cuộc đời. Tiền với cả vé phạt tao kẹp trong đấy đấy. Mai đi lấy cái xe sớm, còn có cái ở bán hàng. Rồi. Mày lại nhảy ít thôi. Mà sau lần mất 400 nghìn này, tao rút ra được kinh nghiệm. Đấy là không bán hàng rong ở mấy mặt phố lớn. Không bán ở phố thì mày định bán ở đâu? Thì pu ở đâu tao bán ở đấy. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Con pu đi học ở trường ấy, mày giỏi thì ra đấy mà bán. Fantastic, wonderful, significant, magnificent, outstanding. Nói là làm, hôm sau Trải đậu xe xúc xích ngay trước cổng trường của Pu. Nước đi này của Trải Pu không thể lường trước được chứ gì. Khi có nhiều người đến mua xúc xích thì Pu đã nhanh chân tẩu thoát cùng với những người bạn của mình. Bọn tao quyết định sẽ khởi nghiệp ở đây. Bất ngờ Pu làm gì à? Cái gì? À, làm miếng xúc xích chống đói đã. Ôi, tôi sợ lắm thôi. Lần này không cháy đâu. 15.000 thôi. Mới vừa có khách được một tí thì Trải và Tả đã bị anh Youngleg đến hỏi thăm. Mặc cho Trải và Tả cố gắng diễn rằng mình chỉ đỗ xe ở đấy để chờ bạn, nhưng cuối cùng thì với sự hùng hổ của người đàn ông đeo dây chuyền vàng, mắt kính đen, Trải và Tả cũng đành ngậm đắng nước cay đưa tiền cho hắn. Chưa bán buôn được bao nhiêu mà đã mất tiền rồi. Khổ thân hai ông con này quá đi. Đợi bạn à? Vâng. Đợi bạn thì 100.000. Anh không cho bọn em nghỉ chân ở đây, thôi bọn em di chuyển vậy. Trời ơi, cứu tôi. Mày đưa tiền cho mà đi. Cứu tôi Trời ơi, chết tôi Trời ơi. Có 50.000 rồi. Lần đầu tao tha. Nghe rõ chưa? Chút chút ngon. Trời ơi, sao cái số tôi nó khổ vậy nè. Thôi, mất tiền rồi thì đứng ở đây mà bán. Ok. Giao đi. Ai, xúc xích đựng đá đây. Xúc xích đựng đá đặc biệt đây. Tưởng vậy là hết sao, đang định bán tiếp thì trông vợ hai Trải Tà đã bị bác bảo vệ đuổi đi. Mưu sinh sao mà khó khăn quá. Không biết Trải và Tà đã bắt đầu thấy ân hận với câu nói làm giàu không khó chưa nhỉ. Đắng thì ngậm, cay thì nốt. Cuộc đời mà. Có quá đắt không mà sao cơn giông vội vã kéo đến phố kín nát lòng. Thôi, bị đuổi thì mình đi. Bến đỗ tiếp theo của Trải và Tả là ngay đoạn đường gần nhà. Khác với thái độ lúc sáng, Pu đột nhiên đến ủng hộ nhúc nhích nhường nhá của Trải và còn phụ giúp Trải một tay. Chính Trải cũng cảm thấy tò mò nên đã roi hỏi Pu hôm nay không mắng mình nữa à. Pu cho biết Trải bán đúng nơi đúng chỗ thì mắng làm gì. Được luôn. Hôm nay mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2 của Pu, 4 cái tổng cộng là 30.000. Nhà mày đấy à? Ai cho mày lấy tiền vợ tao? Xem kìa, động đến vợ yêu là cong cớn ngay. Mở hàng mà không lấy tiền là bán hàng không đắt hàng đâu. Đúng rồi. Không cho. Không cho thì không lấy xúc xích nữa. Bạn không má nào thì thua má nào. Cho. Ê, thế tí. Tao bảo phụ cho. Hôm nay không mắng nữa. Đừng bán đúng chỗ thì ai thèm mắng. Hôm nay tôi cứ bán ở đây, có gì Pu ra đỡ nhá. Nếu tao không vội đi làm. Baby sao trái tim này lại loạn nhịp như vậy. Tâm trí không thể kiểm soát được khi bỗng nhìn thấy bóng dáng một ai kia. Và sau đây là câu chuyện khởi nghiệp của gia đình ba thành viên. Haha, khách đến nườm nượp bán không kịp đun ý. Bọn cháu đang có chương trình mua 1 tặng 1 đấy. Thế à? Vâng ạ. Tiếp đây, hai mẹ con nhà này cần dừng xong chưa, nhanh cái tay lên. Có luôn. Xong rồi cũng vì thế mà Pu quên mất giờ đi làm. Đến quán muộn thì bị bà chủ trách mắng còn đòi phạt. Hình như từ lúc đi làm đến giờ Pu chưa có hôm nào bình yên luôn ấy nhỉ. Cô có lý do gì để trình bày không? Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu những gì tôi nói nãy giờ là sai. Ok chưa? Cháu xin lỗi ạ. Chả ai xin ai cả. Lỗi thì phạt mỗi người 100.000. Ôi,
Bây giờ bọn cháu đi làm quần quật vất vả, cả ngày được có hơn 100.000. Cô phạt 100.000 thì bọn cháu đi làm không công cho cô ạ. Muốn đủ công ấy thì đi làm cho đúng giờ vào, đơn giản vậy thôi. Tôi đi làm muộn thì bị phạt, nhưng sớm có được thưởng không ạ? Thôi, phạt thì nghỉ, không việc gì mà phải cống hiến cả. Hay, không làm nữa đâu, tụi mình tới đây để làm người ở hả? Nghỉ thì nghỉ luôn đi, nhưng mà nhớ ấy, báo trước với tôi một tiếng. Thôi chị, mình sai mà, chịu nhịn một tí đi. Kết thúc một ngày bội thu, Trải và Tà về nhà nghiệm thu lại kết quả. Tiền thì cũng bộn đấy nhưng mà sao lại thiếu mất cả một củ thế cơ này. Cảm thấy hai của đầu này không thể tìm ra đáp án, Trải đã bảo Tà đến tìm gặp Pu để có câu trả lời. Thế hôm nay tổng bán được bao tiền? 1.050.000. Thế tại sao ở đây lại hụt mất 14 gói? 14 gói? Ờ. Từ từ nhá. Một gói là có 10 cái. Ờ. 14 gói là 140 cái. Mình bán 15.000 một cái. Ờ. Vị chi nó rơi vào tầm 2 triệu. Thế mà ở đây có 1 triệu. Thôi chết rồi. Hay là mày bán hàng mày quên lấy tiền của khách? Quên 1-2 cái thì quên gì lắm thế. Bao nhiêu hàng bán rồi tiền đâu? Mày không tính được. Mày ngu. Tao không tính được. Tao... Ngu. Tao hỏi Pu. Đi. Và rồi, dường như một đám mây đen lại kéo đến trên đầu Trải và Tả. Những người trong dãy trọ tranh nhau nhà vệ sinh. Một điều trùng hợp là tất cả họ đều ăn xúc xích của Trải và Tả. Hai thanh niên bắt đầu niệm Phật trong bụng rồi nha. Mặc dù Trải và Tả cũng ăn nhưng vẫn ổn. Còn những người khác cũng ổn mà là ổn đây. Nếu như nguyên nhân đến từ Trải và Tả thật sự thì phen này các cụ đi chân lạnh toát rồi. Tao nhớ quả khoai môn với cả mấy quả kia rồi. Chiều nay vừa mua xúc xích của anh em mình mà. Không. Bán cho bao nhiêu người nhớ làm sao được mặt. Ê, cô, đi bỏ ra, tao đang vội. Cô đi đâu đấy? Ôi, tao đi ra đầu phố để mua thuốc tiêu chảy. Khổ quá, nhà có hai bố con thôi mà chả hiểu làm sao mà cứ miệng nôn chôn tháo này. Thế để con bảo thằng Tạ chở cô đi cho nhanh. Thôi, tao đi đây. Ok, cô. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé. Ê, chắc không phải đâu nhỉ? Ừ. Mọi người ăn ổn, tao ăn vẫn ổn, mày cũng... đều ok mọc. Ừ. Thì sao?